CLP 380 màu PM nha các bạn nha. Đây là đàn cũ đã qua sử dụng hoặc nhập từ Nhật về thì giá hiện tại đang bán là 28 triệu, lúc mà xuất xưởng thì tầm trên 100 triệu, có khoảng 110 triệu đó, cỡ đó nha. Đây là dòng cao cấp nhất của cái năm đó, là cây là cao cấp nhất của cái năm đó. Rồi mình đi xung quanh mình coi có cái màu đó, màu PM nó là như vậy. À, đẹp quá ha. Thì cái màu có chữ P trước là màu bóng, mà không có chữ P trước là màu mờ. Đây cũng là mahogany luôn này, đây là màu mờ, còn đây là màu bóng nha các bạn nha. Rồi vậy thì nói về cây này thì Hoàng có những cái gì để nói. Thôi để trước tiên Hoàng nói tới cái khủng khiếp của nó nha. Khủng khiếp của nó đó là dàn loa. Các bạn để ý nè, nguyên một cái phần dưới đó là cái tủ loa. Thì mỗi bên là 35W, mỗi bên ba một cặp á, mỗi bên 35W. Ở trên á thì tầng dưới là 20W, tầng trên là 12W, cứ nhân đôi lên bởi vì nó led bright mà. Tiếp theo nữa là có đằng sau nữa nha, đằng sau nữa đó, đây cũng là loa một cặp luôn đó, thấy chưa. Rồi vậy thôi, nội là cái loa khơi là thấy ăn tiền rồi đó. Hoàng bày cho các bạn một chiêu nè. Có đàn làm được, có đàn không làm được, cũng tùy cây lắm nha các bạn. Đây là các bạn muốn cái đàn của mình trở thành cái loa Bluetooth thì Hoàng mua một cái USB Bluetooth. Nó mình sẽ kết nối cái điện thoại hay iPad của mình hay là cả laptop nữa vào đó, rồi một cái cổng audio nối từ đó qua cái cổng ốc in này thì tức thì nó sẽ trở thành cái loa Bluetooth để mình mở YouTube, mình mở MP3, mình mở bất kỳ cái gì mà mình muốn. Đây Hoàng làm mẫu cho các bạn xem nha. Sau khi mình kết nối cái USB Bluetooth với lại cái iPad của mình, bây giờ là iPad của mình đã dùng loa của cái đàn này rồi, mình thử phát bài này nha. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa đi khiến con tim bồi hồi. Và ta lại gần nhau hơn nữa. Muốn mở bài gì thì mở thôi, rất là đơn giản các bạn. Quá chừng ha. Rồi, đó là cái tính năng mà Hoàng khai thác được nhờ cái USB Bluetooth được cắm để mình lấy, mình biến cái loa của mình trở thành cái loa Bluetooth luôn. Tiện lợi đấy. Cái USB Bluetooth Hoàng mua đồ Trung Quốc thôi, đồ dồn thôi đó, 70.000. Còn nếu mà cái đồ thiệt, đồ xịn á thì có khi đến tới 700-800 nghìn, tùy giống như cái đồ của Blackstar mà bán đó, như là 700-800, cỡ đó, nhớ mang máng là như vậy. Thank you.
sau khi đàn một hồi với cái cây này thì mình thấy càng đàn càng thấy đã, bởi vì cái bộ loa ngay từ ban đầu Hoàng đã giới thiệu mình mua cây này, đôi khi mình mua cái loa mà thì càng ngày càng thấy thích cái loa của nó, cái tiếng đàn piano mà nó càng ngày đánh càng đã. Phím nha, phím làm ốp hai bên bằng gỗ cũng cho mình cảm giác rất là thật. Tuy là cái cây này 2009 đến bây giờ 2020 là 11 năm rồi, nhưng mà Hoàng nghĩ vẫn còn đáng là mua, đáng để mình mua, để mình đầu tư cái cây này. Đó, có hai mấy triệu mà được nhiều ha. Đem về trang trí thôi là cũng đã rất là sang rồi. Cái màu sắc cũng đẹp nữa. Đàn mới mà hơn 100 triệu mà giờ cũ còn nhiều đây. Ôi, thích các bạn ơi. Thôi có dịp thì cứ qua bên đây đi ha. Qua bên đây đi, có nhiều cái sự lựa chọn. Các bạn ha. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.